Hello, cô chú anh chị em. Ngày đầu tiên Lộc được về nhà nha. Hôm nay là Lộc chở Annie đi. Đi đâu Annie? Làm cái gì? Mua xe. Xe gì? Đi theo anh mua xe. Mua xe cho con gái. Đi xe cho con gái. Rồi, mua xe làm gì? Mua xe chơi. Ai trả tiền? Bà. Gì sao bà? Anh đi mua anh này trả tiền chứ. Gì? Vậy? Vậy mẹ lấy tiền của con rồi hả? Ngày sau đi mua xe đồ chơi đây. Đúng rồi, phải lấy hết tiền của mẹ luôn. Hả? Ba không được lấy tiền của con đâu, con có một cái rồi. Con có biết con có nhà băng chưa? Có. Con có nhà băng rồi. Ai bỏ tiền vô? Ai bỏ tiền vô nhà băng cho con nè? Bữa đi đó nhớ không? Ừ, đúng rồi. Ba xin lỗi nha. Con nói đi. Nói gì nữa? Còn gì nữa không? Ủa, giỏi quá. Con của Châu là ai không? Ai? Là ông ấy quên mua xe cho con á. Mua xe mà, đâu mua xe á, ở Tây Bộ á, nó nhỏ lắm á. Em cho mình chạy á. Đúng rồi. Cho mình chạy qua the microphone. Đúng rồi. Đúng rồi, sao mày kẹt xe dữ vậy nè? Annie có hỏi ông bà cô chú có khỏe không không nè? Con có nhớ ông bà cô chú không? Con biết ông bà cô chú là ai không? Là cộng đồng mạng, là khán giả coi Annie nè, để bỏ lên YouTube đó cho ông bà cô chú coi Annie coi có đẹp, Annie đẹp không đó, biết không? Nào. Rồi nói gì? Rồi xong rồi. Đi đâu nè? Yes, go to Target. Hả? Đi Target hoài vậy? Đi Target mua gì? Đi xe coi cha. Đâu? Đâu ra nè? Không có đi đường này được hả? À, phải vô đúng cửa mới chịu. À, vô đường này phải không? Rồi. Sao mà tối quá vậy nè? Cầm nè quen, cầm được cái lắc đó, đừng cái bờ. Cầm hai tay á. Đừng cái lắc nhiều quá. Let's go. Ok. Đi. Mua cái gì? Ai cần đi mua xe đồ chơi. Hey. Mua xe chưa? Xe nào? Xe này hiểu gì? Micro. À.
Ninja Kids toy. Hả? Đâu rồi? Nè anh này ơi. Đem tới, đem xe tới cho con kìa. Cầm này, cầm ba phụ bà. Cầm nha. I'm ready. Thank you. Alright. Let's go. Do you have more shopping to do? Yes, I do. Okay, what's your name? What's your name? Lock, L-O-C, my first name. My last name, Nguyen, N-G-U-A-N. Well, I'm going to put your first name on it, so just tell the cashier that you have the vehicle and they'll get it for okay, you. Okay, can you tell me what is the iRobot? The vacuum iRobot? Okay, go straight down. You see where the lady is in the red shirt? Yes. Just right around that wall is the vacuum wall. It's got all the vacuums on it. Okay, thank you. You're welcome. Thank you very much. Hey. Hey, anh mua xe đó nha, đó bà để trước cho mình sẵn đó. Ừ, hiểu không? Rồi. Anh này đã mất tiêu rồi. Con ở đây. Bây giờ mình mua gì? Mình đi. This is for Christmas. Yeah. Giờ mình đi mua cái đồ hút bụi à, bụi nhà nè, đó vô đây nha. À, mình đi mua mấy cân này nè, cân này nè. À, cân à. Đồ vacuum nè. À. Cho nó quét nhà, cho anh thì khỏi lần vô nhà phải không? No. Anh đi quét nhà đi. No. Chứ sao? Ok. Gotta buy it. Hả? À. Con này thì nó bớt 150 đồng. À. Con này là bớt 150 đồng nha. $2,000. Kìa, con này. Con này không biết con nào bớt 150 đồng đây. Wi-Fi connected robot, vacuum Wi-Fi luôn. À. Con này chắc không có sale rồi. Đại hai giá nha bà con. Mấy con này nhỏ. Nó về. Anh sao leo lên người ba? Hả? Ây da, cộng luôn hả? Ok. Rồi. Ok, có con nào đây? Anh này thích con nào? Rồi, đi mua con này nha. iRobot này để cho nó con này để cho nó hút bụi nhà, quét nhà lâu nha, quét nhà nha bà con. Black Friday. Sale nha, đây sale. Xuống còn lại 174 đồng. CSB. Và cái này con mới ha. Xách con mới đây. Xách con này đi. Bây giờ đi mua sữa cho anh này nữa hả? Đây đi mua sữa, đây mua nước uống, mua đường gì ta, để gọi mẹ coi. Trứng nữa. À đúng rồi, anh đi mua trứng. Thế thì ăn gì không? No. Không ăn hả? Ok. Để mua dưa leo, đi mua dưa leo chứ. Kêu à. À, chứ cầm bà đâu rồi, dưa leo. Đi mua dưa leo cho mẹ trước nè. Ok, giờ là lọc đĩa chợ xong xuôi về nhà ăn cơm nước xong rồi thì làm cái clip này bỏ lên cho cả nhà xem. Người đẹp với cái lọc mà chào khán giả đi em. Hello cả nhà.
Đó thì cơm nước xong thì thấm rồi rửa chén. Lộc làm xong cái clip này thì đăng lên cho cả nhà xem. Gắn máy móc rồi xong thì mua chiếc xe cho anh này cũng xong luôn rồi, gắn xong hết tất cả. Nhưng mà tại vì lý do là cái điện thoại của Lộc quá bị trục trặc cho nên hư cái điện thoại này, cả không làm được như ý muốn. Mong cả nhà thông cảm cho. Thì cái clip này Lộc quay lên thì để cho cả nhà hiểu biết là ok, bây giờ Lộc đi biển như vậy sẽ xong. Thì Lộc xin chào cả nhà, chỉ có bấy nhiêu. Thì để mai mốt gì Lộc là sẽ đăng thêm những cái clip mới. Thì cơm nước đã xong, Thấm cũng đi làm về rồi. Thì ok, bây giờ thì để đăng cái clip này lên coi. Để cho cả nhà cùng chung vui với gia đình của mình vào giờ buổi tối. Hay là bên đây thì tối, bên chắc bên kia về là sáng rồi. Thì để cho coi vui, cho hiểu biết thêm những cái gì ở bên Mỹ này. Hay là những tiểu bang, mỗi tiểu bang mỗi có mỗi một cái gì đặc biệt khác cho mỗi tiểu bang đều khác nhau. Đó. Tiểu bang này thì dầu mỏ cá tôm cá. Đó. Thì Lộc đi biển Lộc quay được như vậy thì cứ có như vậy thôi, tại vì cũng không có gì hay ở ngoài biển để quay. Có chút xíu vậy thôi, còn về đất liền thì có đủ trò để quay hết, nhưng mà tại vì cái máy Lộc bị cái điện thoại của Lộc bị trục trặc cho nên chưa có sửa lại được. Mong cả nhà thông cảm. Rồi thì Lộc chỉ có bấy nhiêu thì Lộc xin chào cô chú anh chị em. Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nhé. Xin chào, bye bye. Đi lên xe đây, chạy đây. Chào ba coi. Hello. 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 Đó là Lộc về rồi, Lộc mua xe này cho anh này chạy nè, thấy chưa đẹp không? Anh này thích không? Cái này là xe mới. Xe mới, đúng rồi. À, Lộc mua về mua đi dẫn cho mua chiếc này đã cả nhà. À, rác vô lại xong rồi rác rồi nó chạy rồi, hôm qua nó chạy sắp hết pin luôn. Ok. Rồi xin chào cô chú anh chị em. Cho cái nhà Lộc gửi lời thăm hết tất cả mọi người được vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào.